Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. VPF lên tiếng về phát biểu công kích của chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng. Công ty VPF vừa gửi công văn tới câu lạc bộ Hải Phòng, đề nghị đội bóng hỗ trợ hợp tác trong việc kiểm chứng những phát biểu gây sốc vừa qua của chủ tịch đội bóng, ông Văn Trần Hoàn. Trong công văn gửi đến câu lạc bộ Hải Phòng, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, VPF dẫn lại hai phát biểu của ông Văn Trần Hoàn, trong đó có đoạn Tôi nói thẳng thế này, câu lạc bộ Hải Phòng làm bóng đá vì người hâm mộ Hải Phòng, vì mong muốn chung tay phát triển bóng đá Việt Nam. Nhưng có những vấn đề thực sự rất bức xúc với VPF, do đó, tôi không chào đón quan chức VPF đến sân lạch chay trong tương lai. Một đoạn trích khác được VPF ghi rõ trong công văn liên quan tới người đứng đầu câu lạc bộ Hải Phòng vpf không tôn trọng câu lạc bộ tôi không hoan nghênh lãnh đạo vpf đến sân lạch chay càng buồn hơn khi vpf chẳng hỏi han gì đến tình cảnh của đội bóng ra sao vpf cho rằng những thông tin này mang mục đích công kích bôi nhọ làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của vpf và bóng đá việt nam trước công văn từ vpf ông văn trần hoàn xác nhận những thông tin trên trong đó có yêu cầu xác thực lời trích dẫn và đưa ra lời giải thích tôi sẽ viết phản hồi gửi lại vpf trong hôm nay hoặc sáng mai ông hoàn cho biết theo ông hoàn Lý do dẫn đến việc mình phản ứng với VPF là công ty này không tôn trọng các đội bóng trong quá trình lấy ý kiến về phương án hoãn V-League đến tháng 2 năm 2022, đồng thời không có sự quan tâm đến tình hình của các câu lạc bộ. Trước đó, VPF sau khi thông qua ý kiến của 27 câu lạc bộ đã trình phương án tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2021 lên VFF, VFF sau đó cũng đã đồng ý với phương án này. Theo đó, LSV League trở lại vào ngày 12 tháng 2 năm 2022 bằng loạt trận vòng 13. Từ ngày 16 tháng 2, giai đoạn 2 của mùa giải sẽ bắt đầu bằng các loạt trận tách nhóm, 6 đội đua vô địch, 8 đội tranh trụ hạng. Dự kiến V-League sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 3 năm 2022, có một đội xuống hạng và không đá play-off. Trong khi đó, giải hạng nhất quốc gia 2021 trở lại vào ngày 20 tháng 11 năm 2021 bằng các loạt trận ở vòng 7. Từ ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 1 năm 2022 bắt đầu giai đoạn 2 và kết thúc. Cúp Quốc gia 2021 tổ chức vòng 16 đội vào ngày 17 tháng 1 năm 2022. Vòng tứ kết diễn ra vào ngày 8 tháng 2 năm 2022, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 là các trận bán kết và chung kết. Tiến đạt